Nó bị dọc máy. Này là dọc anh em. Được rồi. Để giữ thẻ bài nhỉ. Bảo hành 5 năm trên toàn quốc luôn. Phiếu bảo hành 5 năm. Để anh sẽ sử dụng. Các bạn muốn bảo hành là phải giữ cái phiếu này nhá. Đây là tấm pin này. Tấm pin 3523. Điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa bộ bát vít này. Rồi đèn này. 100W này. Dây kết nối này. Đấy. Có biển á, bỏ biển á. Có biển á. Cần liên hệ nhé. Bật này.